Hello cả nhà. Hôm nay YouTuber mới Đức Ken Cúc sẽ làm món bánh xèo cậu Đức. A Đức có A Vũ, bây giờ có A Đức đó. Trước tiên là mình làm mà phải nói thì người ta mới biết mình đang làm thì, cái gì. Những khi hãy bỏ Trước dầu tiên vô là bỏ dầu nè, xong rồi bỏ thịt với tôm. Không, mực với tôm xào lên cho nó hơi chín chín nha mấy bạn. Chắc đổi nghề được rồi. Tháng có mấy chết mò bán mẻ không ăn tôm. Rồi bỏ ra. Bỏ chúng nó đi đâu có sao. Ủa? Nói hai con tôm. Mất hình rồi. Không có sao hết. Thì sao biết mình đang quay? Quay, mình đang quay. Bây giờ mình xào lên nha, xong rồi nó hơi hơi chín chín á. Ở đầu á đó. À, mình bỏ đậu xanh nha mấy bạn. Bỏ đi. Chút bơ nói đi. Mà lát quay lại coi mình có đủ. Wow. Ngon lắm mấy bạn ơi. Các cháu ơi. Bánh xèo siêu to khổng lồ các cháu ơi. Đó, bột nè, bột trước khi làm mà phải quậy nè. Quậy lên cho nó không có lắng bột xuống đất nha. Tiếng mà nó xèo xèo á. Hai muỗng hả anh? Muỗng này nhỏ quá. Wow, rồi xong giờ mở lửa, lửa nhỏ lửa lại, bớt lửa bớt lửa. Bớt lửa nha. Rồi xong một lát nữa mình tắt, rồi mình muốn quay lại nữa thì quay tiếp. À mỏi tay quá à. Mỏi tay. Người ta cắt mình cứ để cái sao đó. Mình như memory mà. Cắt xong ta quay tiếp. Cái này đổ miếng nước ra nha. Này chuyên nghề luôn. Này là củ sắn, hành tây với lại giá. Đổ cái nước trên cái chảo này ra nha. Hấp chảo nè. Hả? Đổi nghề luôn. Chào.
cái chảo mà nó có cái lỗ thì điện ngay chỗ cái nắp chảo có cái lỗ thì điện ngay chỗ cái giá để cho nó khô. Các bạn ơi. Rồi tao quay tao tính tiền á, rồi quay thử nghiệm đi. Thôi kiếm tiền được mốt là bỏ nghề đi làm YouTuber. Biết nấu có còn món, biết quay cái gì nữa đi. Trời ơi, anh đi ra vườn anh chặt cây, trồng cỏ anh cũng quay được nữa. Chào khách hàng. Chào khách hàng, kề chào cả nhà. Khách ngồi chờ đông quá mà quán có hai cái chảo. Quán đông quá. Rồi cái bà đi to cũng lồn, hái cũng lồn, rồi cái bà đi to cũng lồn. Bao giòn luôn. Rồi quay hai cái được rồi, quay hoài xong cái này nữa thôi. Nó không có ăn mấy cái đó. Nhà bác Mẹo ơi, đưa cái đó. Rồi xong rồi quay rồi, bye bye nha, bye bye.